Hôm nay thì mình đang chuẩn bị thay cái lọc điều hòa cho chiếc Rainy 10 của mình, của Hyundai. Thì cái lọc điều hòa thì nó sẽ giúp cho khi mình thay lọc điều hòa đó, thì nó sẽ giúp cho chiếc xe của mình nó không bị những cái mùi hôi hay như là bụi bẩn nó bám vào trong cái lọc điều hòa của mình. Thì trung bình thì cứ 10.000 km thì mình nên thay lọc điều hòa một lần. Và công việc thay lọc điều hòa thì nó không có khó, cho nên là nếu mà mình đem ra gara hay là ra ngoài những cái tiệm sửa thì đương nhiên là cái giá chi phí nó cao rất là nhiều. Và trước khi mà mình muốn thay lọc điều hòa thì mình phải xem cái lọc điều hòa của mình đó là hiệu gì không, rồi mình sẽ đi mua. Như ở đây thì là mình đặt trên Lazada hai cái lọc điều hòa, và giá của nó thì chỉ có 141.000 đồng hai cái thôi các bạn, tức là mình chạy được 20.000 cây mình sẽ xây được hai cái này. Đây, giá của lọc điều hòa nó chỉ có 141.000 đồng. Thì cái này thì cái dòng này thì Kia Morning với lại Hyundai Ren 10 nó sẽ xài chung cái bộ lọc điều hòa giống gì. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tự thay cái lọc điều hòa này nha. Nên đặt mua cái này rồi sau đó về mình tự thay. Thực tế ra thì thay cái này nó cũng không khó lắm đâu, nhưng mà tiết kiệm cho mình rất nhiều chi phí, đặc biệt là những bác tài mà chạy ráp đó. Thì cái số lượt mình mà vận chuyển đồ hàng khách đồ nhiều thì hàng mùi đồ nó ám trong xe rất là nhiều, cho nên cái việc mà thường xuyên thay lọc điều hòa thì nó tránh cho cái việc mà coi như những cái mùi hôi trong trong xe của mình. Vâng, và đây là cái lọc của Rainy 10, và mình sẽ thay lọc gió điều hòa của Rainy 10 này. Thông thường thì với bất kỳ chiếc xe 4 chỗ nào các bạn thì cái lọc gió đều nằm ở hộc phụ. Đây là hộc phụ các bạn, đây là hộc phụ nha. Thì là hộc gió nó sẽ nằm ở dưới cái hộc phụ này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộc phụ này ra để mình thay nha. Đây, đầu tiên là mình phải tắt máy chứ nha. Để mình sẽ tính xuống rồi sau đó mình tắt máy, chứ không thể nào vừa thay vừa mở điều hòa mà vừa thay lọc điều hòa được. Như vậy là chết đấy. Rồi bây giờ tắt máy này. Rồi đấy, và sau đó thì mình sẽ thay cái lọc điều hòa này các bạn bằng cách là mình mở cái hộc phụ xuống này. Đây, ở hộc phụ nó có hai cái gờ hai bên này, mình tắt hộc phụ, mình đẩy xuống. Thì sau khi đẩy hộc phụ rồi thì các bạn có thể thấy đây, đây là cái lọc điều hòa của mình sẽ nằm chỗ này. Đây là mình sẽ gỡ cái thanh trắng này các bạn. Đây, thanh trắng của lọc điều hòa này, mình sẽ gỡ thanh trắng này ra. Đây là thanh trắng của lọc điều hòa, và đây cái lọc điều hòa của mình đang nằm đây này, vị trí này không. Mình sẽ kéo nó ra này ha, nó có cái gờ kéo nằm đây không, mình sẽ kéo cái gờ này ra. Đây là cái lọc điều hòa, bạn thấy không, bụi không này, nó đen xì đây này, thì đương nhiên rằng nó sẽ ám mùi trong lọc điều hòa này, và nó sẽ trả ngược lại vô cái hệ thống xả của máy lạnh, thì thật sự ra nó sẽ bám mùi rất là hôi và rất là bẩn này. Các bạn có thấy bụi này, đây này, bụi quá trời luôn này. Thì 20.000 km thì các bạn nên thay một lần, ai kỹ thì có thể thay sớm hơn. Rồi đây là cái lọc điều hòa đã qua sử dụng không. Các bạn lưu ý nha, cái gờ nằm phía dưới nha các bạn, cái gờ của lọc điều hòa là nằm phía dưới không. Khi các bạn thay vào thì cái gờ mới, mình sẽ mở cái hộp của cái lọc điều hòa mới ra này. Đây các bạn, đây là cái lọc điều hòa mới này, các bạn thấy nó trắng không, đây khác hẳn nhau luôn nhá. Một cái là đen thui, đây, cái này đã bám bụi này, và cái này là trắng hơn, mới toàn luôn. Đây là giấy lọc thay hộp tính đó. Và khi thay vào các bạn lưu ý là cái gờ của cái lọc điều hòa nó sẽ nằm phía dưới, đây nằm phía dưới này, không. Thì khi đưa vào thì cái gờ này nó cũng nằm phía dưới các bạn, và mình đưa vào sao? Đây mình đưa vào đây, không, nhét vào lại thôi, mình trả nó vào lại, đây. Đấy, mình rút ra sao thì bây giờ mình trả nó vô lại y chang vậy thôi. Đấy. Nào, nó nằm kịt lại vô cũ rồi, đúng không? Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta là lắp lại cái thanh trắng. Không, là xong rồi đó. Đấy. Và các bạn thấy cái việc mà thay lọc điều hòa đã xong không? Đó, đây
chỉ đơn giản thôi các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đóng lại nha. Nè, chúng ta sẽ đóng lại nè. Khi đóng lại thì chúng ta trả lại gờ cũ thôi. Không. Rồi. Rồi. Trả lại gờ cũ. Chúng ta chỉ cần trả lại cái gờ cũ thôi các bạn là đã xong rồi. Rồi giờ tôi sẽ đóng lại nha. Wow. Bây giờ thì mình sẽ thử đề máy để bật cái máy lạnh lên để xem thử không khí thế nào nha. Đây, thì sau khi mà thay lọc máy lạnh xong rồi các bạn để ý là máy lạnh các bạn chạy nó sẽ nhẹ hơn. Tại vì nó không còn nghẹt ở trong máy lạnh nữa, mặc dù mình để số 1 thôi nè, mình để số 2 nè, mình cũng không nghe cái tiếng của máy lạnh nó ồn hơn. Tức là cái triệu chứng khi mà cái lọc điều hòa của các bạn á nó bị bám bụi thế này thì máy lạnh chạy sẽ rất là ồn, nhưng mà khi mình thay xong rồi á thì đương nhiên rằng nó chạy sẽ rất là nhẹ nhàng. Đường để số 2 này, số 3 này, không khí nó vẫn coi như rất là mạnh, mát hơn nữa, và đặc biệt nữa là nó không còn mùi nữa các bạn. Không thì với những thủ tục đơn giản thế này thì các bạn có thể chủ động thay cái lọc máy lạnh ở nhà để vừa tiết kiệm kinh phí mà vừa có được những cái trải nghiệm. Đấy, rất là thơm. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn kỳ sau. Thì kỳ sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục thay cái lọc động cơ, cái lọc khí của động cơ. Thì đó cũng là một cái mà tương đối quan trọng trong vấn đề vận hành chiếc xe của mình, để mà chiếc xe của mình tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.